Đây là quá trình dán răng sứ, còn đây là quá trình bọc răng sứ. Cả hai phương pháp này đều giúp chúng ta thay đổi hình dáng răng cũng như màu sắc răng. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta chỉ nên bọc răng sứ và cũng có những trường hợp chúng ta chỉ nên dán sứ vernier mà thôi. Vậy hai phương pháp này áp dụng cho những trường hợp nào cụ thể? Đầu tiên thì ở những người có tình trạng như là răng thưa, răng hô, móm, khớp khểnh, chúng ta phải xem xét ở từng trường hợp cụ thể. Ví dụ chúng ta hãy quan sát hình ảnh dưới đây của vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên. Đây là một vận động viên bơi lội rất là nổi tiếng, đạt nhiều thành tích cho quốc gia. Bạn ấy có một hàm răng khá là thưa và hình thể răng không được đẹp. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn bọc răng sứ, nữ vận động viên của chúng ta lựa chọn phương án niềng răng và sau đó thì lựa chọn dán sứ vernier để cải thiện hình thể và màu sắc răng. Đây cũng là lựa chọn phương án tối ưu nhất cho những trường hợp răng hàm không được đều, hình thể răng không được đẹp. Nếu hình thể răng của bạn đã đẹp rồi thì chỉ cần niềng răng và sau đó tẩy trắng răng là được. Với tất cả những người gặp tình trạng sai lệch răng như hô, móm, khớp khểnh hay là răng thưa thì bác sĩ khuyên không nên lựa chọn bọc răng sứ ngay, đặc biệt là với những tình trạng mà bệnh nhân răng quá hô hoặc là răng bị móm rất là nhiều. Lý do là vì các sai lệch răng kể trên đều kéo đến sự sai lệch nghiêm trọng về khớp cắn. Nếu như muốn điều chỉnh cả khớp cắn thì bác sĩ bắt buộc phải mài thật nhiều mô răng, răng phải phạm vào tủy và sẽ vẫn phải lấy tủy. Một khi đã mài quá mức nhiều mô răng thì cùi răng còn quá bé và không còn khả năng lưu giữ, tuổi thọ răng sẽ giảm xuống khi mà chúng ta đã lấy tủy rồi và dần dần răng rất dễ bị gãy, vỡ, hỏng trong quá trình ăn nhai. Chính vì thế, phương án điều trị tốt nhất trong những trường hợp này là chúng ta niềng răng. Nếu muốn đảm bảo vấn đề về thẩm mỹ trong quá trình niềng răng thì chúng ta nên lựa chọn những gói niềng răng mắc cái sứ hoặc là niềng răng bằng máng trong suốt Invisalign. Thời gian niềng răng có thể mất tới 2 năm nhưng hiệu quả mà niềng răng đem lại là trọn đời và vĩnh viễn. Đồng thời là sẽ giúp cho chúng ta giảm những cái biến chứng nặng nề trong quá trình bọc răng sứ do răng quá hô hay quá móm. Sau đó, nếu như bạn chưa ưng ý về hình thể, dáng răng hay là màu sắc răng thì chúng ta mới quyết định đến lựa chọn phương án mặt dán sứ vernier. Riêng với trường hợp khách hàng có khe thưa nhỏ ở hai răng cửa và không có thêm tình trạng sai lệch về khớp cắn thì dán sứ vernier là phương án tối ưu để giải quyết khe thưa này. Thứ hai là răng bị ố vàng và răng bị nhiễm màu. Chúng ta có một thế hệ các cô, các chú bị nhiễm màu tetracycline, đó là những người thuộc thế hệ sinh ra vào khoảng cuối những năm 60, đầu thập niên những năm 70. Nếu để ý kỹ thì sẽ có rất nhiều người thuộc lứa tuổi này răng bị xỉn màu do sử dụng quá nhiều kháng sinh. Răng nhiễm tetracycline khác hoàn toàn với răng bị ố vàng do màu thực phẩm. Một bên là răng bị chuyển màu từ bên trong thân răng và có màu xám đen rất mất thẩm mỹ, còn một bên chỉ là răng nhiễm màu ố vàng từ thực phẩm rất là nông và chúng ta hoàn toàn có thể xử lý tẩy trắng được. Với những răng bị nhiễm màu sâu tetracycline nghiêm trọng từ bên trong thì chúng ta lựa chọn phương án bọc răng sứ là mang lại hiệu quả tối đa nhất. Khách hàng có thể lựa chọn dán sứ vernier nhưng do miếng dán sứ khá mỏng và rất là trong giống răng thật nên có màu sắc ánh ra khiến cho răng không đạt hiệu quả như mong muốn về màu sắc. Còn với răng bị nhiễm màu từ thực phẩm thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn phương án tẩy trắng để cải thiện tình trạng ố vàng. Thứ ba là tình trạng răng cửa bị vỡ, mẻ, nứt do tai nạn, do chấn thương. Răng cửa là vùng răng thẩm mỹ rất dễ nhìn thấy và cũng rất dễ tổn thương khi chúng ta gặp tai nạn. Với những răng mẻ ít như này chưa tổn thương đến tủy răng thì chúng ta có thể chám răng thẩm mỹ hoặc là dán sứ vernier để khôi phục hình thể răng. Phương án bọc răng sứ trong trường hợp này cũng là không cần thiết bởi vì tổn thương khá là nhỏ. Với những răng nứt nghiêm trọng hơn, diện tích mất răng nhiều, nứt ngang, nứt chéo thân răng thì bác sĩ có thể xem xét tới phương án là bọc răng sứ để bảo vệ răng khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn gây ra tình trạng tổn thương tủy răng hay là khôi phục lại được những cái chức năng ăn nhai đúng như vị trí răng của mình mong muốn. Nếu không bọc được răng sứ, những răng này có thể bị viêm tủy, có thể gây ra những cơn đau dữ dội, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người bệnh. Thứ tư là các răng hàm bị sâu, bị nứt hoặc là đã điều trị tủy. Răng hàm là răng ăn nhai chính, rất dễ bị sâu do không thể vệ sinh kỹ. Ngoài ra thì răng rất dễ bị nứt vỡ do trong quá trình ăn nhai thì nghiền nát thức ăn, chúng ta ăn đồ thực phẩm quá cứng. Nếu những răng bị trong những trường hợp này thì phương án dán sứ vernier sẽ không khả thi vì vernier là răng không có độ cứng cao. Vì vậy phương án bọc răng sứ là phương án tối ưu hoặc là chúng ta có thể làm dán sứ inlay onlay. Thứ năm là tình trạng răng bị mòn mặt nhai. Răng của chúng ta có xu hướng bị mòn mặt nhai theo thời gian. Quá trình này diễn ra rất chậm và lượng men mòn đi không đáng kể và sẽ được thay thế bằng lượng ngà răng thứ phát sinh ra trong quá trình ăn nhai. Tuy nhiên, một số người mắc bệnh lý như là bệnh lý trào ngược dạ dày, ở hơi axit hay là đái tháo đường có thể khiến cho răng bị mòn nhanh hơn. Răng cũng có thể bị mòn nhanh hơn do các thói quen tật xấu như là nghiến răng hay là làm việc ở nơi có hơi axit, có khí ga hoặc là hút thuốc lá. Với những trường hợp răng bị mòn mặt nhai thì bọc răng sứ sẽ là phương án tốt nhất để khắc phục tình trạng ê buốt của bệnh nhân, đồng thời bảo vệ răng và ngăn ngừa cái tình trạng mòn răng do diễn biến nhanh hơn. Thứ 6 là trường hợp mà bệnh nhân bị mòn cổ răng. Triệu chứng này thì chúng ta rất hay gặp ở những người trung tuổi và nhiều tuổi. Sau một thời gian sử dụng, chúng ta có quá tải lực ăn nhai về mặt sinh lý, khớp cắn khiến cho cổ răng bị tiêu đi. Với những trường hợp mà bị tiêu cổ răng như này thì chúng ta do khớp cắn sai lệch thì chúng ta không nên lựa chọn phương án là mặt dán sứ, mà chúng ta nên lựa chọn phương án bọc răng sứ. Vì bản chất là do chúng ta sai lệch về khớp cắn, chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái khớp cắn, điểm chạm khớp cũng như lòng mũi, giúp lực ăn nhai truyền tải đúng, tránh hiện tượng bị mòn cổ răng quá mức. Vì vậy nếu mà làm chúng ta làm mặt dán sứ thì sẽ rất dễ bị bong răng và thậm chí là bong liên tục. Ngoài ra thì bản chất mặt dán sứ là chúng ta dán trên men, và khi mà mòn cổ răng thì chủ yếu là chúng ta bị mòn ở mức dưới cổ răng, ở mức xi men, ở mức chân răng. Do đó khi mà mặt dán sứ thì khi mà chúng ta dán ở xi men thì hoàn toàn không thể dán dính được. Điều này có thể rất dễ dẫn tới hiện tượng bị bong một loạt các mặt dán sứ ở vị trí những cái vùng này. Ngoài ra thì có những trường hợp mà mòn răng do tình trạng như là chảy răng quá mức, hay là do những cái trường hợp ví dụ như là dùng tăm. Có thể là chúng ta chỉ cần sử dụng những phương pháp xâm lấn tối thiểu như là dán sứ hoặc là chúng ta hàn cổ răng có thể đảm bảo cái yếu tố bền vững cho mối hàn. Có thể thấy rằng nếu bọc răng sứ và dán răng sứ đúng chỉ định thì chúng ta sẽ sở hữu một hàm răng khỏe mạnh và có tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt khi mà chúng ta quyết định bọc răng sứ hay dán veneer thì chúng ta nên lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn được nha khoa uy tín, có đầy đủ trang thiết bị và có quy mô. Vì thông thường những nha khoa này sẽ có những lab in-house ngay tại phòng khám, giúp chúng ta có thể chỉnh sửa được hình thể, màu sắc và dáng răng theo mong muốn của chúng ta ngay tại trên ghế. Bên cạnh đó, yếu tố bác sĩ là yếu tố rất là quan trọng trong quá trình điều trị. Một bác sĩ giỏi, khéo léo sẽ giúp cho chúng ta xác định được lượng mô răng cần thiết phải mài mà không mài phạm quá nhiều, tránh xâm lấn vào tủy răng. Cũng như là một bác sĩ giỏi sẽ giúp cho chúng ta lên được cái kế hoạch điều trị sao cho phù hợp với khớp cắn, hình thái khuôn mặt, cũng như là giúp cho chúng ta phù hợp với chuyển động của lối cầu, tránh những biến chứng không cần thiết trong quá trình làm răng sứ về khớp cắn sau khi sử dụng. Thứ hai là nếu lựa chọn phương án bọc răng sứ thì chúng ta nên lựa chọn bọc răng toàn sứ. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta lựa chọn bọc răng toàn sứ, chúng ta sẽ có cái màu sắc răng tươi tắn, có thể dễ dàng chỉnh sửa cũng như là phù hợp với khuôn mặt của chúng ta. Với những răng sứ có kim loại thì màu sắc sẽ bị ánh đen, đặc biệt là đen vùng đường viền lợi sau một thời gian sử dụng. Có thể ánh đen khiến cho màu răng, sắc răng bị tối đi. Ngoài ra có tỷ lệ vỡ răng sứ sẽ rất là cao vì là lớp sứ bên ngoài chỉ là một lớp sứ đắp. Thứ ba là sau khi bọc răng sứ hoặc dán sứ thì chúng ta nên chăm sóc vệ sinh răng miệng một cách đúng cách. Đặc biệt là những trường hợp mà chúng ta sử dụng mặt dán sứ, vì mặt dán sứ là chúng ta dán dính hoàn toàn vào mặt ngoài răng. Khi mà chúng ta ăn đồ quá cứng hay là chúng ta vệ sinh răng miệng một cách thô bạo thì có thể khiến cho mặt dán sứ này bị bong ra. Vậy thì chúng ta phải vệ sinh răng miệng như thế nào? Với những trường hợp bọc răng sứ hoặc là dán sứ thì chúng ta lên vệ sinh răng miệng đúng cách hướng dẫn, lực vừa phải, không quá thô bạo để tránh hiện tượng bị bong răng. Ngoài ra thì chúng ta cần phải hạn chế sử dụng tăm, mà chúng ta sẽ sử dụng tăm nước hay là chúng ta sẽ sử dụng chỉ tơ nha khoa để tránh hiện tượng bị bong răng sứ do chúng ta chọc tăm quá nhiều, có thể gây ra tình trạng tụt lợi hay là bị bong răng sứ trong quá trình sử dụng. Trên đây là một số thông tin về các trường hợp mà có thể áp dụng bọc dán sứ hay là bọc sứ. Hy vọng rằng qua video này cô chú anh chị có thể có thêm nhiều thông tin để có thể lựa chọn phương án và phương pháp phục hình răng phù hợp và an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.